Duy xin chào ông bà cô chú đang xem video trên kênh Thúy Duy Cuộc Sống Trung Quốc. Thì hôm nay mấy thím cháu tính đi lên Châu Hoảng Sử để chơi cái công viên trò chơi nước mà bà cô chú. Nhưng mà đi lên tới trên đại dẻ rồi thấy trời mưa lớn quá nên là thay đổi kế hoạch không đi nữa. Giờ lại khi nào trời không mưa trời nắng lên mới đi. Để thôi trời mưa chắc không có vui đâu. Là xong rồi đi mua đồ ăn sáng. Ăn sáng xong rồi đi qua bên chỗ mẹ của Dân Huệ. Thì trưa nay Duy sẽ cùng với chị đi mua kẹo. Tại vì tới bữa mùng 5 tháng 5 bà cô chú ở bên nhà trai sẽ qua định ngày cưới. Rồi có bà con ở bên nội Dân Huệ về nữa. Thì bữa đó sẽ ăn cơm. Khi mà bà con với lại ở bên kia qua thì sẽ phát cho một người một kẹo. Rồi thuốc hút nè. Thì phong tục của bên Trung Quốc là gì không bà cô chú? Báo hỷ hoặc là đám cưới thì sẽ phát bánh kẹo để cho mọi người. Thì trưa nay chị sẽ đi theo chị để quay video luôn. Bây giờ thì mấy đứa cháu đang trên đường đi qua bên chỗ của mẹ của Dâm Huy. Bây giờ thì sẽ đi theo mẹ của Dân Xanh mua kẹo không bà coi chú. Nãy nghe Dân Huệ nói là mua tới 40 ký kẹo nè. Tại vì ít người lại cho vậy là mua vậy là ít rồi đó. Còn nhiều người nào mà đông người lại nữa, dòng họ đông nữa là mua cả 100 ký kẹo có luôn á. Tại vì bữa đó như là nội bé xòi là chừng có 4 bàn thôi, không có đông người nên là mua nhiêu đó. Còn ai bà con ngoài hàng xóm lại đông thì mới mua nhiều. Còn này mua nhiêu đó là được rồi. Mùng mền gì chị cũng chuẩn bị từ từ trước hết rồi. Tới tháng 10 có đám cưới mà giờ chuẩn bị lần lần. Ở trong cái tiệm này bán đầy đủ hết các loại liên quan tới cưới hỏi không bà cô chú. Chị đang đi coi kẹo. Ở đây đủ loại luôn. Loại nào cũng có. Như mấy cái hộp này dễ thương nha bà cô chú. Có thể mua mấy cái hộp nè. Rồi đựng kẹo đồ ở trong. Hộp với vài loại kẹo. Còn đàn ông mà lại á thì sẽ thuốc hút rượu. Đẹp không? Đẹp quá. Cái này đẹp đẹp không à? Nhìn màu đỏ rực rỡ. Quá chừng kẹo. Ở trên đây là trà, rượu, rồi có cả số bông nữa. Tùy theo loại mà giá khác nhau. Có loại 20 mấy tệ nửa ký, có loại 30 mấy. Loại bên đây mắc hơn. Có loại bên đây giống như là cái bánh đậu phộng gì á, sô cô la. Cái này thì nửa ký tới 46 tệ. Đẹp quá. Mấy cái hộp mà để đựng kẹo ở trong kiểu dáng đẹp đẹp dễ thương. Rồi vòng trong cái khu này là bán kẹo, bán mấy cái vật dụng để chuẩn bị cho đám cưới không bà cô chú. Trong cái khu chợ này dài lên trên kia luôn. Hồi nãy Di có hỏi Dân Huệ là bây giờ có mua mấy cái hộp này để đựng kẹo vô trong không? Dân Huệ nói bây giờ thì không cần. Như là khách lại có bỏ lên tay người ít ít kẹo à. Tới khi nào mà đám cưới á thì mới mua mấy cái hộp này về để chuẩn bị quà nữa. Tới đám cưới là còn tặng quà thêm một đợt nữa. Khách đi lại thì mọi người sẽ tặng cho một hộp này nữa. Còn bây giờ thì chưa. Nãy giờ lựa được nhiêu loại này không bà cô chú? Lựa cái này thích sao cho đủ 40 ký kẹo.
đi ngủ đi. Bây giờ chị chủ tiệm sẽ cân ký, cân mấy cái kẹo đó gọi hồi bỏ vô cái thùng này. Giờ này người ta cũng vô mua kẹo nhóc hết chưa? Rồi mới thấy rồi. Quá chừng kẹo luôn rồi thôi. Mấy cái thùng này là sô cô la. Một nghìn sáu trăm chín mươi tệ. Tại vì nó lộn xộn giá không bà cô chú. Rồi tính tiền, gửi tiền cho chị chủ. Chị nói đây, cho gì ôm kẹo ra. Nó xong rồi, bây giờ đi về thôi. Đi lên xe về thôi. Chào ba. Mua kẹo xong giờ về ở đây nữa mà cô chú. Xong rồi chiều tối dân Huệ mới đưa cho về quê. Hồi sáng trời mưa, cái giờ hết mưa rồi, gió mát rượi. Giang Thanh trợ thủ đắc lực của mẹ, quét dọn. Rồi mấy người đánh bài bánh mặt trượt đây nè. Muốn ăn uống cái gì thì nó đi lấy cho hả ba. Giờ ngủ mấy đứa cháu đi lên trên đại giả mua cái gì ăn. Từ đây đi lên đại giả 5 phút vô bà cô chú. Đi xe chưa được 5 phút nữa là tới rồi.
Giang xanh cách này ông bà cô chú nói nó ốm á, rồi nó đi học bóng gỗ rồi nè ông bà cô chú. Thế này nó giảm cân, chỗ này nó không ăn nhiều như trước nữa, kêu nó ăn cái gì nó không ăn, nó giảm cân rồi. Thôi nó muốn chơi thêm bóng gỗ nữa cho cao. Trong cái khu này á, rất là nhiều người lại đây để thuê mấy cái nhà chống chống ở dưới ông bà cô chú, để mở cái tiệm nhỏ nhỏ và đánh mặt trượt á. Như phía trước này cũng có một cái tiệm đánh mặt trượt, đánh bài tứ sắc. Ở khu đằng đây á, thì có mẹ của Dân Xanh nè. Rồi đi lại phía trước kia cũng có hai tiệm để đánh mặt trượt, đánh bài tiếng sắc nữa. Như đánh nhỏ nhỏ, tụi nhỏ nhỏ thì công an có bắt, mà đánh nó lớn á, mà khi nào có người báo thì công an mới bắt thôi, còn không có người báo thì đánh bình thường. Vậy chứ ngày nào cũng có người ra chơi chứ không bà cô chú. Như bữa nay đi lại á, mới sáng sớm 8-9 giờ mà có người ra đánh rồi đó, đánh là nhiều khi đánh là tối ngày sáng đêm luôn. Ngồi ở đây ăn cơm xong rồi mới về. Còn cái này rượu, mua rượu thì cũng để tới bữa đó uống, uống xong cũng tặng đó ông bà cô chú. Rồi có thuốc hút nữa. Thuốc hút thì nữa mấy chú mấy bé đàn ông lại á, thì người gói thuốc, rồi rượu, rồi bánh kẹo. Còn vài bữa nữa tới rồi, bữa hai bữa nữa về dưới quê dọn dẹp nhà dưới, rồi chở đồ đạc này xuống dưới để bữa đó khách lại thì gửi cho người ít. Chiều nay không ăn cơm, mình chỉ sẽ nấu bún. Giờ Trần nó qua. Không xin chai. Chắc tổng phải phong phần này bên thôi bà. Cái này hồi bỏ vô nấu chung với bún luôn ăn cho nó ngon. Cái chị này là chị hàng xóm ở dưới quê không bà cô chú. Tại xong cái này mẹ có Dân Xanh á, khách lại đánh đông quá mình nên chỉ làm nấu kịp đâu. Tại xong cái chị này lên làm cho chị, mỗi tháng thì chị sẽ trả lương. Ở dưới quê á, là nhà của mẹ của Dân Xanh với nhà của chị này hai nhà sát bên, hai người chơi rất là thân với nhau luôn. Giờ lên đây làm chung với mẹ của Dân Xanh. Nhiều rô. Ừ, nhiều rô. Thế là thịt bò. Cái này thì chín rồi, chỉ bỏ trong tủ lạnh. Giờ lấy ra cắt mỏng. Cái gì đó chị đi làm rồi? Cô ạ. Cái gì đó chị đi làm rồi? Cô ạ. Cái gì đó chị đi làm rồi? Cô ạ. Cái gì đó chị đi làm rồi? Cô ạ. Cái gì đó chị đi làm rồi? Cô ạ. Cái gì đó chị đi làm rồi? Cô ạ. Cái gì đó chị đi làm rồi? Cô ạ. Cái gì đó chị đi làm rồi? Cô ạ. Cái gì đó chị đi làm rồi? Cô ạ. Cái gì đó chị đi làm rồi? Cô ạ. Cái gì đó chị đi làm rồi? Cô ạ. Cái gì đó chị đi làm rồi? Cô ạ. Cái gì đó chị đi làm rồi? Cô ạ. Cái gì đó chị đi làm rồi? Cô ạ. Cái gì đó chị đi làm rồi? Cô ạ. Cái gì đó chị đi làm
là để mồi ăn chung với bún. Cái thịt bò đấy giống như lù sơ qua rồi mà coi chú. Chứ bỏ tủ lạnh ăn từ từ vậy á. Bây giờ ăn á, cái xào. Cái này là có ớt khô, xì dầu, dầu hào, rồi đi ít muối cho vừa ăn nữa. Hạt nêm. Bữa nay thì khách không ăn, chỉ là trong nhà ăn thôi nên nấu có nhiều đó, không có nấu nhiều. Bữa nay ta đánh xong ta đi về nhà hết, tối mới có người gọi nữa. Nó có kiểu này giống như là bún bò kiểu Trung Quốc không mà cô chú. Cái bún đó chị bỏ vô thêm lon muối. Rồi sẽ chan cái nước vô. Để chưa bao giờ xong. Có hành nữa. Ăn hành thì bỏ vô miếng hành. Một tô bún bò. Cũng y như ngoài tiệm bán vậy. Ở ngoài nó thơm đúng không bà cô chú ơi. Trộn đều lên. Cái này là ra muống hồi nãy. Cái này là của Giác Lâm Giang Huệ. Mấy cái rau xào này là hồi trưa ăn còn giờ ăn tiếp. Cái này là ớt. Ớt xào này với bí ngòi. Đậu que xào. Tôm hùm đất. Còn cái rau này rau gì chưa quên nè. Cái cọng nó dài dài, ăn nó giòn giòn sực sực. Bỏ chung vô trong cái bún này ăn luôn. Cái chén ở bên đây là của bé xoài. Bên đây là của Duy nè ông bà con chú. Giờ ăn như em bé vậy. Cắt nhỏ nhỏ gì. Bún cũng cắt ngắn ngắn. Thịt cũng cắt nhỏ nhỏ thì ăn mới được. Thôi đâu có nhai được đâu. Ai nấu cho con ăn vậy? Nhà nha. Giỏi, con ăn đi. Ăn lẹ đi rồi mình đi về nhà. Tối rồi. Về nhà bà nội. Nhà, về nhà mẹ. Quên, về nhà mẹ chứ không phải về nhà bà nội. Cha thì giờ hình tua sư phụ ạ. Bố đã. Đưa hai mẹ con về xong về Văn Huệ về lại trên đại giả không bà cô chú. Giờ hai mẹ con cũng đi về nhà ông bà cô chú ơi. Ở ngoài mũi không à. Đi về. Chạy về. Nhanh lên. Giờ này là 7 giờ mấy tối không bà cô chú? Nhanh lên, nhẹ đi về nha. Coi dự báo thời tiết là 2-3 bữa nữa là ngày nào cũng mưa hết trơn. Mưa hoài gậu quá đi. Cái này ghi trồng bông 10 giờ không bà cô chú. Nhưng mà mấy con gà nó khôn dễ sợ.
nó ăn mấy cái lá không à, còn cái cọng không à, nên là gào lại. Không gào lại là mười vài bữa nữa không còn cọng nào hết, gà nó ăn hết. Đây trồng theo hàng gì hả? Đúng rồi, gào lại, không gào lại là gà nó ăn. Rồi con chào ông bà cô chú đi xoài. Con chào ông bà cô chú, hôm nay chỉ nhà ăn trưa thôi, về nhà rồi. Con chào và hẹn gặp lại. Con chào và hẹn gặp lại, bye bye. Đi vào nhà thôi.